Xin chào tất cả các bạn. Và đầu năm 2020 này thì mình cùng với một số anh em leader tổ chức ra một cái chương trình, đó là Next Gen Leader. Đây là chương trình về nhà lãnh đạo thế hệ mới. Và năm ngoái mình cũng đã làm ra được hai cái chương trình như vậy và đã kiến tạo ra những cái đội ngũ lãnh đạo. Và họ bây giờ họ đã có những cái thu nhập cả 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu đồng một tháng. Và rất nhiều anh chị em chúng ta không chỉ kinh doanh ở tại Việt Nam nữa và chúng ta đã vươn ra với thế giới. Vậy thì làm thế nào để mà những người đó họ có được những thành công, họ có được những cái thành quả? Và đó là cái kết quả từ việc một quá trình mà họ học tập và rèn luyện với cái dự án về Next Gen Leader. Vậy thì cái chương trình này chúng ta sẽ học những cái gì? Cái tuần đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là cái tư duy của một nhà lãnh đạo thế hệ mới. Và trong cái chương trình này chúng ta không chỉ học về mặt về lý thuyết mà chúng ta còn về thực hành. Và cái nhà lãnh đạo ngày xưa đó, thì cái việc mà chúng ta được tiếp xúc với nhau hàng ngày thì điều đó nó sẽ giúp nó dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ với sự phát triển của Internet và cái đội nhóm, chúng ta không chỉ còn là ở trong cái văn phòng của mình và chúng ta có thể kinh doanh ra về thế giới. Vậy thì để mà chúng ta dẫn dắt và chúng ta có thể dẫn dắt một cái đội nhóm của mình để chúng ta vươn ra về thế giới và chúng ta có được cái sự chiến thắng, có được cái sự thành công ở trên toàn cầu ấy, thì đó là một cái thách thức nó rất lớn. Và trong cái chương trình này chúng ta sẽ học về những cái phẩm chất, về những cái tố chất của một cái nhà lãnh đạo xuất chúng để có thể giúp cái đội nhóm chúng ta luôn luôn giành được cái chiến thắng trong một cái thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Đó là cái phần đầu tiên. Và ở cái phần thứ hai của cái chương trình này thì chúng ta sẽ học đó là về viết nội dung quảng cáo và bán hàng. Bởi vì trước khi mà chúng ta muốn trở thành một nhà lãnh đạo thì chúng ta cần phải trở thành một người thực, chúng ta cần phải làm được, chúng ta nói được cái gì chúng ta phải làm được cái điều đó. Và đối với kinh doanh thì một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với chúng ta đó là về marketing và bán hàng. Vậy thì ở cái tuần đầu tiên, tuần thứ hai là chúng ta sẽ học về cái cách mà chúng ta làm content. Và trong chương trình này mình cũng sẽ hướng dẫn chúng ta về làm những cái content viral, những cái content viral mà chúng ta có thể bán được hàng, để mà chúng ta với một chi phí quảng cáo với số tiền chỉ có vài chục ngàn đồng, 100.000 đồng, nhưng chúng ta có thể tiếp cận được hàng trăm ngàn người ở trên Internet. Và đó là một cái nó không hề dễ một chút nào. Và trong cái chương trình huấn luyện này thì bọn mình sẽ hướng dẫn và làm sao để bọn mình có thể hướng dẫn được cho tất cả chúng ta những điều đó đúng đắn bằng cách đó là cái kết quả. Bởi vì mình cũng đã có những cái kênh, đã có những cái chiến dịch mà mình tiếp cận cả hàng triệu người nhưng với chi phí rất là thấp. Và trong chương trình này chúng ta cũng sẽ học được về điều đó. Và một điều quan trọng đó là khi chúng ta làm marketing tốt thì chúng ta cần phải chuyển đổi được những cái data, những cái người có thích đó, người ta có nhu cầu đó, trở thành những cái người mua hàng. Vậy thì ở tuần thứ 3 chúng ta sẽ học về kỹ năng về bán hàng và chăm sóc khách hàng. Và mình sẽ đưa cho chúng ta một cái mô hình bán lẻ, làm sao để chúng ta có lãi được từ 100 đến 200 triệu mỗi tháng từ việc mà chúng ta bán lẻ. Và chúng ta có thể bán ở tại Việt Nam hoặc là bán ở trên thế giới. Thì trong cái chương trình này mình cũng sẽ hướng dẫn và kèm gặp chúng ta để chúng ta làm thuần thục và chúng ta có kết quả. Nên đó là ở rơi vào tuần thứ 3. Và cái tuần thứ 4 là cái mà tuần mà chúng ta sẽ học về cái cách mà chúng ta quy chuẩn nó thành một cái bộ giống như là bộ nhựa quyền. Và sau đó chúng ta nhân bản và phát triển nó thành một cái hệ thống. Thì cái sự tự do chúng ta có khi mà chúng ta nhân bản cái quy mô cái doanh nghiệp của chúng ta nó thành một cái chuỗi hệ thống, nó tạo ra nhiều cái mô hình có thu nhập đó là từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi tháng, thì lúc đó số tiền chúng ta mới nhận được nhiều hơn. Và đó là ở tuần thứ 4 là chúng ta sẽ học về cái cách để chúng ta nhân bản và cái về cái hệ thống kinh doanh của chúng ta. Và đó là cái bộ có nội dung, có tất cả là 4 cái tuần học như vậy. Và 4 tuần học này chúng ta sẽ có một tuần ấy, là chúng ta sẽ có là 3 buổi mà mình sẽ đứng trực tiếp để chia sẻ, hướng dẫn và đào tạo chúng ta. Và sau mỗi cái buổi như vậy thì chúng ta sẽ trở về, chúng ta có ở lại văn phòng làm việc. Và lúc đó mình sẽ có những cái người mà họ đang kinh doanh thực chiến, họ đã tạo ra kết quả, và trong lúc đó cũng sẽ có mình ở đó để kèm cặp và hướng dẫn chúng ta từ việc mà chúng ta rèn luyện về những cái thói quen như việc mà chúng ta dậy sớm, chạy thể dục, rồi chúng ta đọc sách. Rồi khi mà chúng ta viết quảng cáo, chúng ta sai ở đâu thì bọn mình sẽ ở bên cạnh để chỉnh sửa và edit cho chúng ta. Rồi khi mà chúng ta thực hiện những cái chiến dịch quảng cáo, chúng ta sẽ có sai chỗ này, sai chỗ kia thì bọn mình cũng ở đó để kèm cặp và hướng dẫn chúng ta. Rồi khi mà chúng ta bán hàng thì bọn mình sẽ hướng dẫn về kịch bản, rồi kèm cặp, rồi sửa lỗi cho chúng ta làm đi làm lại để khi mà chúng ta bán hàng được có lãi. Và cái mục tiêu đầu tiên của sau cái tuần thứ 3 mà khi mà chúng ta học được về bán hàng và chăm sóc hàng, thì cái mục tiêu chúng ta đó là tuần đó chúng ta phải có lãi được đó là 30 triệu đồng trong cái tuần đó. Thì đó là cái điểm để chúng ta đánh giá, đó là được điểm 10. Và sau đó, sau cái tuần thứ 4 trở về sau thì chúng ta bắt đầu phải chinh phục được cái mục tiêu đó là lãi 100 đến 200 triệu cho mỗi một tháng như vậy. Thì đó là cái lộ trình của chúng ta học.
Và một vậy thì cái lưu ý khi mà chúng ta đến với chương trình này, nếu chúng ta là một người lười, một người muốn làm giàu qua đêm thì chương trình này không dành cho chúng ta. Cái chương trình này dành cho những người thực sự khát khao, mong muốn có sự thành công, thực sự khát khao muốn tạo ra một cuộc cách mạng với bản thân mình, muốn thay đổi và lột xác với bản thân mình, thì đây là chương trình dành cho chúng ta. Bởi vì trong cái chương trình này, tụi mình sẽ làm nó rất là kỷ luật. Bởi vì chương trình này là mình không có thu phí đào tạo, chúng ta chỉ có một cái khoản phí, đó là một tháng như vậy chúng ta trả 3 triệu đồng. 3 triệu đồng này dùng để trả những cái khoản nào? Thứ nhất, đó là tiền thuê hội trường cho những cái buổi mà đào tạo cho chúng ta. Cái thứ hai, đó là tiền để chúng ta chi trả cho cái văn phòng, để các bạn chúng ta ngồi làm việc cùng với nhau. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi làm việc chung với nhau đó, thì chúng ta cần phải chi trả cho những cái khoản đó, chúng ta cần phải thuê văn phòng. Nên là mình tính tổng lại thì đó là 3 triệu đồng cho một người học trong cái chương trình này, trong một tháng liên tục như vậy. Đó là cái số tiền mà chúng ta cần phải trả cho cái chi phí. Còn lại mình đứng lên đào tạo và chia sẻ, và tất cả mình mời những cái anh em đến đào tạo và chia sẻ đây thì hoàn toàn là miễn phí dành cho tất cả chúng ta. Vậy thì đổi lại cái mình cần ở tất cả chúng ta ở đây đó là gì? Đó là cái sự khát khao, đó là cái sự quyết tâm, đó là sự khát khao, khẳng định mình khát khao cái sự thành công trong cuộc sống. Và mình có, và hãy nhớ cái quy tắc khi đến lớp học này đó là gì? Thứ nhất, đó là đúng giờ. Nếu trễ một phút thì chúng ta sẽ auto đóng 500 ngàn đồng. Đó là cái quy tắc của lớp học này. Chúng ta cần phải học cách làm việc đúng giờ. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, bên mình còn muốn, chúng ta muốn có một cái trí tuệ sắc sảo, thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái cơ thể khỏe mạnh. Vậy nên là mỗi 10 ngày là bọn mình sẽ có một cái quy tắc, đó là về chạy bộ. Và chúng ta phải dậy chạy bộ vào lúc 5 giờ sáng đều đặn mỗi ngày như vậy, thì lúc đó chúng ta mới có thể tham gia dự án. Nên chúng ta nếu chuẩn bị sẵn sàng cho cái thách thức này, sẵn sàng cho sự thành công của mình, thì chúng ta hãy đến tham dự. Và sau đó thì bên mình sẽ có những cái KPI để theo sát, để hỗ trợ và push, để giúp chúng ta vượt qua giới hạn bản thân mình, để chúng ta chiến thắng và trở nên thành công. Và đó là một số cái sơ lược về cái chương trình này. Và để đủ chúng ta đăng ký tham dự chương trình này, chúng ta hãy để tên và số điện thoại dưới đoạn video clip này, thì sẽ có một người gọi điện và tư vấn cho chúng ta. Và cái dự án này sẽ bắt đầu chính thức vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Và số lượng của những người tham dự dự án này chỉ tối đa đó là 50 người. Bọn mình không nhận hơn. Có nghĩa là mỗi một năm như vậy chỉ nhận 50 người để tập trung huấn luyện kèm cặp và đào tạo xuyên suốt một năm như vậy cho 50 người này, để giúp họ có được cái sự thành công. Ok, rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta.